Xin chào quý vị các bạn, trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và như mình có làm một cái video ngắn thì hôm nay phiên bản mới màu đỏ của chiếc Everest phiên bản Titanium số tự động một cầu vừa có một chút điều chỉnh về giá cũng như là nâng cấp đáng giá trên xe. Có thể thấy cái đèn LED này đã được lên mặt báo khá là nhiều trong những ngày qua. Với việc thay cái đèn LED này thì cái giá niêm yết của chiếc xe này đã tăng lên 4 triệu, từ 1 tỷ 177 triệu thành 1 tỷ 181 triệu. Tuy nhiên thì giá khuyến mại tại thời điểm này vẫn không thay đổi, vô cùng hấp dẫn. Chỉ với hơn 1 tỷ mốt thì quý khách hàng đã sở hữu cho mình phiên bản Everest có thể nói là bán chạy nhất trong những số 5 phiên bản mà Everest đang được bày bán trên thị trường. Vậy thì Titanium số tự động một cầu, đây quý vị các bạn nhìn thấy mức tiêu thụ nhiên liệu máy dầu vô cùng tiết kiệm, tăng áp, cốp mở điện và có 4 kiểu mở cốp, bao gồm chúng ta có thể bấm tay, chìa khóa sử dụng chìa khóa để mở cốp và có một nút bấm nhỏ ở trên mặt táp lô, cũng như là hệ thống đá cốp rảnh tay. Đây thì cái nút mở cốp thì sẽ được ở vị trí này đó. Khi mình đang ngồi lái xe và có thể mở cốp cho vợ cũng như là con có thể lấy đồ. Thì Titanium số tự động một cầu này đang được khuyến mại tại thời điểm này có mức khuyến mại từ 70 đến 75 triệu tiền mặt, tức là chỉ hơn 1 tí mốt một xíu thôi, và tặng kèm thêm phụ kiện. Thì quý khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình qua online. Có một điểm trừ hơi đáng tiếc ở trên Titanium hoạt động một cầu thì ở cái hàng ghế thứ hai ấy, thì chúng ta chỉ có thể điều khiển tốc độ gió thôi chứ không có điều khiển nhiệt độ. Thì cái điều khiển nhiệt độ này thì đã được trang bị ở trên phiên bản Gen đó, không có cửa sổ trời. Tuy nhiên thì vẫn đầy đủ cửa gió điều hòa ở ba hàng ghế và hệ thống chống ồn chủ động được trang bị trên xe. Vậy thì là chiếc xe có thể nói là bán chạy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ và với tầm giá hơn 1 tỷ. Everest đang đánh bật những đối thủ khác ra khỏi thị trường. Có thể kể đến như Fortuner, Toyota Fortuner. Sau khi chuyển từ xe nhập khẩu vừa lắp sang lắp ráp thì Toyota Fortuner đã đánh mất khá nhiều thị phần trên thị trường. Và với một chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan thì Everest đang nổi lên là một sự lựa chọn vô cùng tối ưu khi trang bị được đầy đủ và quá ưu ái cho người dùng khi với khoảng 1 tỷ 2, hơn 1 tỷ 2 một chút, lăn bánh một chiếc xe 7 chỗ kích thước lớn nhất phân khúc, động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc, tính năng option cũng có thể nói là nhiều nhất và đặc biệt hơn thì nó rất an toàn. Form mà. Vậy thì nếu quý khách hàng có nhu cầu cần báo giá cũng như là tư vấn thêm về so sánh giữa các sản phẩm hay so sánh các phiên bản thì có thể để lại comment phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline. Nếu quý khách hàng cảm thấy video hay và những thông tin muốn cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe Ford cũng như là thông tin các hãng xe khác thì vui lòng để lại cho mình một like, share và một subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.